iPhone sắp trở thành công cụ chẩn đoán trầm cảm. Theo tạp chí Forbes, không chỉ có các khả năng trên, iPhone còn có thể phân tích nét mặt, nhịp tim và nhịp thở của người sử dụng. Tất cả quá trình xử lý sẽ được diễn ra trên thiết bị và không có dữ liệu nào được gửi đến máy chủ của Apple để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Nhà sản xuất iPhone được cho là đang thực hiện các dự án nghiên cứu tại Đại học California Los Angeles với dữ liệu được lấy từ 3.000 tình nguyện viên sử dụng Apple Watch và iPhone. Mục đích của dự án là nghiên cứu về căng thẳng, lo lắng và trầm cảm của người tham gia. Trước đó, giai đoạn thử nghiệm của nó đã được bắt đầu vào khoảng năm 2020 nhằm ghi lại các dữ liệu từ 150 người tham gia. Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu sẽ so sánh dữ liệu thu được từ cảm biến iPhone và Apple Watch với những người tham gia bằng câu hỏi điền vào cảm nhận của họ. Họ cũng được cho là sẽ đo mức độ hormone cortisol để đánh giá tính năng căng thẳng của người tham gia.